Sirius lên full 150 tại tiệm sửa xe Khánh. Đang rô đây nè. Máy em ru như chó thở anh em ha. Ngon là cành đào. Đi lại bền nha anh em. Bền để xe đi tour đi phượt ha. Xe này phượt Vũng Tàu, phượt Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng nha anh em. Phượt hết anh em ha. Đây. Lên full 150 nhưng mà bài rất là bền anh em ha. Mạnh bốc bền tiết kiệm xăng. Anh em nào chạy suốt muốn làm xe để cho nhẹ xe đi phượt, đi tour. Đó có những bài như lên full 125 nè, 135, 150, 175. Đó những bài đó là đi tour đi phượt, nhẹ xe bốc mạnh. Anh em tới địa chỉ tiệm sửa xe Khánh nè, 462-15, đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10 nè ha. Đây, xe đang đô đai vậy nè. Máy em ru mà. Anh em ở xa muốn mua hàng thì liên hệ Khánh 038 9910 535. Xe 72 nha anh em. Đây, quân bộ đầu lòng mới chăm chăm anh em ha. Quá ngon. Đây, chào tất cả anh em.